Đây mình mới treo ra đây mọi người này. Treo con cú gáy này ra này. Thấy ở chim ngoài bên kia nó gọi. Tốt rồi. Thấy chỉ thấy nó sụp thôi. Chả thấy gì hết. Mình đi ra đây để rửa chút. Cái chỗ này là thường xuyên mình bổ canh này để mình rửa cháo màu nhá. Còn con cú gáy mồi này của mình thì mình cũng không bị bẫy hơn năm nay rồi. Ít khi chơi cú gáy nữa. Gọi là chơi cho nó có sưu tầm thôi. Nhưng thực tế mình cũng không am hiểu về cú lắm, cú gáy lắm. Cũng qua cái video này thì mình cũng được vừa rồi mình có sổng con mồi của mơ của mình ấy, thì cũng cảm ơn mọi người đã gọi điện hỏi thăm và động viên. Có rất nhiều anh em cùng đam mê đã gọi điện rồi hỏi thăm và động viên mình, thì qua cái video này mình cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ở lại cái môn cu gáy này, thực sự thì đi bẫy cu gáy này thì cũng nhiều cái nó rất là kiên trì mà nó lâu, nó không như xem đấu trào mào. Con này chắc là cu mới lên hay sao nó mới lành như này. Còn con cu gáy đấu nó ở đằng xa kia nha mọi người nhé. Mình đây mình lắp trong nhà nó mình không ấy được. Cứ đứng nhau như này thôi. Còn con cu mồi của mình đi không rõ nó đang làm cái gì kia. Để nó gụ làm gì nhỉ? Đấy. Chưa hiểu lắm. Ấy thôi đi thôi. Đấy, nó sụp đấy. Có anh em nào cùng đam mê chơi món cù gáy này không? Tí nữa mình sẽ có một con cu mồi, cu gáy mồi. Mình cũng không đi bẫy cu gáy đâu. Mùi đậu cào lắm mọi người ạ. Ai đợi là lâu lắm. Mọi người này,
con mồi này của mình lâu lắm rồi mình mới sử dụng đến. Hôm nay cho ra đây rửa tí nha. Ôi, nó sợ nó nhìn thấy mình rồi. Bỏ hơn năm nay rồi không đi bẫy cu gáy rồi. Này trời khá là rét nha mọi người nhé. Thực sự thì cu gáy mình chơi thì cũng không am hiểu gì lắm. Chỉ qua là thích sưu tầm mồi thì cũng mua về chơi thôi mọi người ạ. Đấy, nó nhìn mình rồi. Mình đang đắp trong nhà đấy. Con ở ngoài nó gáy. Con mồi này là con mồi chuyên bẫy ở cây của mình nhé, không phải mồi đất. Mình chơi cu gáy chỉ chơi cho nó vui thôi. Đúng, đang ngủ vậy. Cái chỗ này mình bùa cành này là mình thường xuyên là mình rửa chòm màu đấy. Cái con mồi nó đang làm gì đấy? À, nó đang cụ. Con ở ngoài lành đấy. Ôi, hai con cu non. Hai con này là hai con cu non. Còn con cu già nó đang đấu hót ở đằng kia kìa. Đây là hai con cú non này.